Bộ Công nghệ Khoa học Ấn Độ ca ngợi một chiếc mũ chống ô nhiễm mang lại không khí trong lành cho hơi thở của người vận hành xe máy, trong lúc người dân Ấn háo hức mong chờ bất kỳ giải pháp nào tại đất nước hiện chiếm tới 35 trong số 50 thành phố nằm trong danh sách các đô thị ô nhiễm nhất trên thế giới vào năm ngoái. Đây là chiếc mũ chống ô nhiễm được thiết kế để sản sinh ra không khí trong lành cho hơi thở. Đây là chiếc mũ chống ô nhiễm. Khi đội vào, bạn không cảm thấy không khí bị ô nhiễm. Hít thở trong chiếc mũ này giống như bạn đang hít thở sự dễ chịu thoải mái trong căn nhà của bạn. Rất dễ chịu. Khi đội mũ này, không hề cảm thấy sự ô nhiễm đang bao trùm bên ngoài. Chiếc mũ này do công ty Celios Technolab sáng chế. Công ty khởi nghiệp này cho hay sản phẩm của họ có thể lọc tới 80% chất ô nhiễm. Sáng lập viên Amit Pathak của công ty Celios nói ông nhận thấy nhu cầu rất lớn cho sản phẩm này ở trong lẫn ngoài nước. Thị trường rất lớn, đường phố Ấn Độ có hơn 200 triệu xe hai bánh và mỗi năm lại tăng thêm 10%, cho nên thị trường rất lớn. Để biến sản phẩm này nhắm trúng đích để phục vụ một phần thị trường đó là mục tiêu tức thời đối với chúng tôi. Chiếc mũ này có thể không nhanh chóng thay thế các chiếc mũ bảo hiểm thông thường tại Ấn Độ. Giá của nó khiến nhiều người khó với tới. Nhưng Celios cho hay họ có thể sẽ tìm ra cách làm phiên bản rẻ hơn.